Mục tiêu của chúng tôi thì rõ ràng so sánh cái lực lượng chúng tôi thua kém rất là nhiều. Đấy, mục đích của chúng tôi hôm nay tôi cũng nói rất là thật, rất là thẳng thắn. À, tất nhiên chúng tôi đến đây thì không phải là đi chơi, không phải là đi du lịch. Chúng tôi đi để thi đấu và học hỏi. Và cái trận đầu tiên thì chúng tôi gặp một cái đối tượng rất là cao như ngọn núi, nó sừng sững rồi, nó chắn chúng tôi rồi. Và tôi nghĩ đấy là một cái mà rất là khó khăn để chúng tôi vượt qua. Nhưng không phải vì thế chúng tôi trùn bước. Đấy, chúng tôi sẽ có một cái, uh, cái đấu pháp là thật là hợp lý, thật là đúng đắn. Để mục đích của chúng tôi ấy là giảm uh, cái bàn thua. Nói thực sự đấy. Và giữ được cái, 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 cái chân tay không bị ai chấn thương. Và giữ được thẻ đấy là cái và nếu tuyệt vời hơn thì chúng tôi ghi được bàn thắng thì tuyệt vời